Hoàng Nhật Độ Đệ xin chào các bác. Hôm nay thì em sẽ có cái clip mà nói về cái tác dụng của cái máy lọc không khí để cho các bác nắm được. Nhiều bác khi mà quyết định mua thì cũng còn đang phân vân về cái tác dụng của máy lọc không khí thì nó như thế nào. Ở cái clip này thì em cũng sẽ nói để cho các bác nắm được phần cơ bản nào đó. Trong cái đợt dịch bệnh này thì các bác ở nhà khá là nhiều. Đấy. Chắc là bật điều hòa nhiều, phòng ốc đóng cửa nhiều, nó sẽ sinh ra bí vứt mùi trong phòng rất khó chịu, mùi hôi, nấm mốc, thuốc lá, chung là các loại vi khuẩn trong phòng rất là nhiều. Thì cái tác dụng máy lọc không khí nó như thế nào em sẽ trình bày với các bác. Ở trên hình ảnh các bác là một cái con máy lọc không khí Panasonic, em để số 2, có mã là VXH50. Cái con này thì em báo giá luôn là em bán 3 triệu, để đã đấu rửa điện rồi, chưa phí vận chuyển. Ở chủ yếu cái clip này thì em giới thiệu với các bác về cái tính năng của nó thôi, để cho các bác nắm được. Về cái máy lọc không khí thì nó có 3-4 cái tính năng cơ bản như sau. Là tính năng bù ẩm các bác nhé. Bù ẩm, rồi tăng cái độ ẩm của cái môi trường lên. Tức là nhiều bác cũng chưa để ý đến độ ẩm là gì đâu ạ. Thì độ ẩm, đấy, nó là cái lượng nước ở trong không khí, nó cao hay thấp. Nếu nó thấp, ví dụ như mùa đông hay các bác dùng điều hòa, thì các bác thấy tay chân mình ra nhăn nheo, rất là khô, khó chịu. Nếu nó cao thì các bác lại thấy nó nồm ẩm nhà cửa, ví dụ như mùa xuân của ngoài Bắc đấy, nó nồm ẩm nhà cửa, nó gây ra ướt các cái đồ gia dụng điện tử rất khó chịu. Còn độ ẩm chuẩn trung bình thì nó tương đương vào khoảng 5-60% các bác này. Đấy, với cái độ ẩm 60% như này đang rất là đẹp. Đấy, nhưng mà khi các bác dùng điều hòa thì các bác sẽ thấy là độ ẩm các bác sẽ tụt xuống còn khoảng 30-40%. Hoặc là vào những cái ngày nồm thì các bác thấy lại độ ẩm lại có thể tăng lên đến 70-80%, 90%, thậm chí ở ngoài Bắc có những lúc lên 100%. Kinh khủng luôn ạ, lên đến 99% luôn. Đấy. Thì tác dụng đầu tiên của cái máy lọc không khí này, nó là có cái tác dụng bù ẩm các bác nhé. Không có tác dụng hút ẩm đâu ạ, nó tác dụng bù ẩm. Các bác dùng trong phòng khô, điều hòa thì nó bù ẩm lên để nó tăng cái độ ẩm, cái môi trường của mình lên. Làm sao nếu các bác để cái chế độ tự động như này. Đấy, nó sẽ bù tự động lên, nó dao động vào khoảng 50-60%. Thì nó cảm biến, nó thấy như vậy rồi thì nó sẽ dừng lại. Và nó duy trì độ ẩm cho các bác, để tránh hiện tượng khô. Cái cơ chế bù ẩm thì rất đơn giản thôi. Nó có một cái bình nước ở đây. Các bác đổ nước vào đây ạ. Một cái bình nước này các bác dùng có thể là tùy vào độ ẩm. Có thể thường trung bình thì dùng qua một đêm là hết. Đấy, trong này thì có một cái màng này, nó có cái nhiệm vụ là thấm nước các bác này, thấm nước vào đây nhé, và nó sẽ có cái motor quay qua cái bánh răng đây này, nó xoay cái này. Đấy, thì cộng với kết hợp cái lượng gió hút của cái quạt trong khu này, nó hút ở đây và sẽ thổi lên trên này, làm tăng cái độ ẩm lên, tức là đi theo cái luồng không khí ở đây và ra cái lượng hơi ẩm bay lên trên, để tăng cái độ ẩm lên. Nó có các chế độ bù ẩm tự động, bù ẩm chỉnh tay. Bù ẩm chỉnh tay thì sẽ bù ẩm thoải mái, không bao giờ dừng, kể cả độ ẩm cao. Để chế độ chỉnh tay các bạn này, máy Panasonic này có hơn thằng Daikin này có chế độ chỉnh tay. Ở chế độ này thì các bác cứ bù thoải mái luôn. Đấy, không bao giờ dừng. Đây, máy nó không có nước thì nó sẽ dừng lại các bác nhé. Hết máy nước thì dừng. Đấy. Còn đây em hay để cho các bác là chế độ tự động. Đủ độ ẩm tiêu chuẩn nó dừng. Đấy, tác dụng thứ hai, nó là tác dụng là lọc không khí các cái bụi mịn bay lơ lửng bằng một cái màng HEPA, bằng màng giấy HEPA các bác nhé, là lọc tất cả các cái bụi mịn bay lơ lửng trong phòng. Khi mà các bác có ánh nắng chiếu trong phòng đấy, các bác sẽ thấy là có rất nhiều các cái bông vải nó bay. Hoặc là ngủ sau một đêm, hai đêm thì các bác thấy trên các cái bề mặt của mặt bàn này hay mặt các cái TV, các đồ dùng trong phòng ấy, nó bám các cái bụi trắng nhỏ nhỏ. Đấy, bay lơ lửng. Những cái bụi này thì nó sẽ bay trong không khí rất là nhiều, do mình dùng quạt này, chăn màn quần áo của mình rũ ra, nó bay lơ lửng. Đấy, khi bay lơ lửng thì cái máy này có tác dụng là nó sẽ thu các cái bụi lại, nó bám vào cái bề mặt này, bám vào bề mặt này các bác nhé. Một thời gian các bác dùng khoảng một tháng thôi thì bụi đất này, bụi bông vải nó bám vào đây, tùy từng cái điều kiện, tùy từng nhà thì nó bám vào đây rít rít luôn. Đấy, các bác là không chưa dùng thì các bác sẽ thấy là nó tác dụng nó khủng khiếp luôn. Trong phòng nhiều bác cứ bảo nhà tôi ở nông thôn sạch lắm, nhưng thực ra cái bụi mịn đấy thì mình không biết được, nó là cái bụi PM2.5, mình không nhìn được. Đấy, đấy là cái bụi mịn sẽ quay qua cái màng này, cái màng nhìn rất là đẹp đấy. Cái tác dụng thứ ba các bác ạ, là cái tác dụng mà nó khử mùi.
khử mùi hoàn toàn bằng cái than hoạt tính này. Than hoạt tính này khi mà các bác dùng thì nó sẽ, cái lượng bụi bám vào đây, lượng mùi đi qua màng này và thẩm thấu vào cái màng than này, làm cho cái màng than này nó thẩm thấu mùi, giữ mùi vào đây. Đấy, than hoạt tính là những cái than, chính là những cái than củi mà các bác hay nấu đấy, nó khử mùi rất là tốt. Đấy, tác dụng thứ ba là khử mùi. Cái tác dụng thứ tư là nó tác dụng là tiêu diệt các vi khuẩn nấm mốc các bác ạ. Tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc bằng công nghệ gì? Bằng chính là cái công nghệ nano y. Đây em lắp vào cho bác xem. Chính là cái công nghệ nano y độc quyền này các bác nhé. Các bác để ý trên TV giờ này quảng cáo cái điều hòa Panasonic có công nghệ nano y diệt khuẩn đấy. Đấy. Công nghệ này thì nó có cái tác dụng, ba cái tác dụng là ức chế tất cả các mọi các cái vi khuẩn nấm mốc. Đấy, các bụi phấn hoa. Ví dụ nó có cái tác dụng là xâm nhập vào trong các cái như rèm cửa này các bạn này, quần áo trong phòng, chăn ga của đệm. Đấy, nó xâm nhập vào đấy, nó có các hạt nano rất là nhỏ xâm nhập vào. Trong cái quá trình xâm nhập đấy thì nó sẽ tiêu diệt các cái vi khuẩn nấm mốc độc hại bám ở trên các cái bề mặt quần áo, vông vải. Theo như em tìm hiểu thì cái công nghệ nano này nó có tác dụng tồn tại ở môi trường là 600 giây, tức là gấp nhiều lần so với công nghệ ion mà trên máy sắp sử dụng. Đấy. Tác dụng thứ hai của nó là cái tác dụng khử mùi luôn. Công nghệ này cũng khử mùi các bạn nhé. Khử mùi hôi trong phòng. Đấy, các bác đóng cửa lâu mùi rất là hôi. Khử mùi hôi bằng của thuốc lá. Các bác hút thuốc trong phòng. Đấy, khử các cái mùi nấm mốc trên các cái bề mặt trong phòng. Đấy, bằng công nghệ này. Đấy, công nghệ nano y các bác nhé. Thì công nghệ này nó phát ra ở đâu? Nó phát ra ở cái máy phát nano ở trong này. Cái máy này theo như em tìm hiểu thì nó là vĩnh cửu. Các bạn, nó là vĩnh cửu nhá. Nhưng nó không như là máy ion thì có tuổi thọ, nhưng máy phát nano này nó là tuổi thọ vĩnh cửu. Đây các bạn sẽ nhìn thấy trong này nó có cái lỗ đây, mà có một cái hộp bằng cái bàn tay trong này, nó lắp máy trong này. Đấy. Đấy là những cái tác dụng chính của cái máy là không khí này. Mà trong cái đợt dịch này thì theo em các bác nên sắm cho phòng nhà mình một chiếc, vừa tăng độ ẩm, khử mùi, tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc độc hại. Và còn cái công nghệ nano này các bác này, nó còn có thêm một cái tác dụng nữa là nó tăng cái độ ẩm cho da. Đấy, những cái hạt nano nó xâm nhập trên bề mặt da, nó giúp giữ độ ẩm cho da luôn. Đấy, nó tuyệt vời luôn ạ. Máy thì sử dụng rất là tiết kiệm điện, mỗi một giờ các bác dùng ở chế độ công nghệ Eco Navi tiết kiệm điện này chạy im re các bác nhé, không có một tiếng động nào, chạy im re luôn, không nghe thêm một tiếng gì luôn, êm hơn quạt rất là nhiều, không có một tiếng gì. Mỗi giờ hết khoảng 20W đổ lại điện thôi ạ, rất tiết kiệm. Con này có cảm biến ánh sáng để tránh buổi tối các bác ngủ đèn sáng làm phiền. Khóa chị em hẹn giờ, đầy đủ các công nghệ của một chiếc máy hiện đại nhất, báo độ ẩm, công nghệ Eco, báo bụi. Đấy là cái tác dụng của cái máy lọc không khí. Cái máy này rất là đẹp, em bán là 3 triệu đấy. Ở cái máy lọc không khí thì các bác, con này đời 2013 này, nó dùng cho phòng khoảng 30m² trở lại. Còn từ các bác mua máy càng to thì hiệu quả lọc càng nhanh. Vậy thôi. Đây, các bác nào có nhu cầu tìm hiểu tiếp về máy lọc không khí thì các bác có thể alo nhé. Xin chào các bác.